Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và thưa quý vị ở phần hai này từ tiết lộ từ một cái đoạn băng ghi âm đó mà từ Guardian đã có được họ mới tiết lộ ra được một cái câu chuyện xảy ra ở ngân hàng thế giới World Bank thì đây là cái nơi mà quý vị thấy là thường là họ sẽ có những cái chương trình tài trợ đối với những cái nước. Uh, nghèo và những cái nước đang phát triển đang cần những cái hỗ trợ về tài chính hoặc là cho vay đó. Thì um, Ngân hàng World Bank là có 189 thành viên các nước mà trong đó đứng đầu têu cũng là ông Mỹ và cái trụ sở của World Bank này đó là có trụ sở tại Washington của Mỹ đây. Trong khi đó Mỹ là đứng đầu têu và thường xuyên là nắm cái vị trí chủ tịch của ngân hàng thế giới này. Guardian tiết lộ một cái một cái đoạn băng ghi âm mà họ có được, họ thu giữ được. Theo đó có một cái người đã tố giác với Gordon một cái câu chuyện. Mà từ cái câu chuyện này thì chúng ta mới vỡ lẽ một cái điều rằng vậy hóa ra là cái câu, cái câu chuyện mà... Uh, cha làm quan mà cả họ được nhờ đó, như mà ông bà mình hay chép miệng mà tặc lưỡi nói về cái tình hình mà uh, con ông cháu cha Việt Nam. Nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam thưa quý vị, mà nó xảy ra ở khắp nơi trên thế giới và cả ở Mỹ đây. Cụ thể là cái người tố giác mới nói với Guardian là trong cái đoạn ghi âm, họ họ ghi được một cái đoạn hội thoại giữa những cái người quản lý cấp cao của World Bank đã đưa ra cái lời khuyến cáo và cái lời đề nghị hay là nhắc nhở nhẹ đối với những nhân viên cấp dưới của mình là phải làm sao để chiều chuộng một cái ông con, một ông con có tên là David Malpass xin lỗi ông con có tên là Robert Malpass ông con này ông Robert này là con của ông Malpass là hiện là chủ tịch ngân hàng thế giới ở cái thời điểm mà cái đoạn ghi âm này được được ghi lại và bây giờ gửi cho Guardian đó thì cái ông David này thưa quý vị ông là thứ trưởng của bộ tài chánh của Mỹ dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump và người mà theo world bank nói là có thể là họ phải giành được cái sự ủng hộ của ông này để mà được bơm hàng tỷ vốn từ cái mỹ bơm cho cái ngân hàng world bank thì mới có đủ những cái ngân sách để mà cho những cái chương trình tài trợ về kinh tế về tài chính cho các cái nước nghèo phát triển như phần đầu hoàng vi vừa thưa và đó là lý do mà bây giờ cái người quản lý World Bank năm 2018 mới nói cẩn thận củi lửa, phải đối xử sao cho tốt với cái ông Robert Malpass này. Để ổng mà có cái gì ổng không vui, ổng về ổng mét với ông cha là khổ tụi mình. Đó là cái nội dung trong cái đoạn ghi âm nói như vậy. Và họ còn gọi cái ông Robert Malpass này thưa quý vị là một cái hoàng tử, một hoàng tử bé, một hoàng tử con, một cái ông trời con. Quý vị nghe có quen không? Như vậy thì đâu phải cái chuyện con ông cháu cha chỉ có ở Việt Nam đâu. Ở Mỹ cũng đầy rẫy ra, rồi cả cái ông thái tử George Kushner nữa quý vị, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Câu chuyện này Hoàng Vi cũng thưa quý vị rồi. Ông George Kushner cũng là cái cố vấn cấp cao trong Tòa Bạch Ốc. Và George Kushner thậm chí là trong cái thời mà ông cha uh, vợ của mình á, còn ở Tòa Bạch Ốc, còn ở vị trí quyền lực đó. Thì, và cả sau khi mà rời Tòa Bạch Ốc, George Kushner vẫn được một cái quỹ đầu tư ở bên Ả Rập Saudi rót 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim vô cái quỹ này. Thậm chí những cái nước bên khối Trung Đông họ đưa ra cái thông tin họ nói rằng là vẫn phải o bế, vẫn phải đối xử tốt với Jeff Kushner bởi vì có thể là ông Trump sẽ quay trở lại tòa Bạch Ốc. Cụ thể năm 2024 có thể lắm chứ, ông ấy có thể là tổng thống của nước Mỹ chứ. Thì cho nên là đối xử phải tốt với lại cái ông Jeff Kushner câu chuyện này không phải là chúng tôi thưa mà là những cái tờ báo điều tra về Politico về Guardian họ đã cung và New York Times cũng công bố những cái thông tin này rồi kể cái câu chuyện các ông 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 con ông Hunter Biden nữa thưa quý vị Hunter Biden cũng đâu có ngần ngại sử dụng cái last name của mình để mà đi uh, kinh doanh từ cái last name của mình và cái cái câu chuyện mà bây giờ ông James Comer là ông dân biểu bên phía đảng cộng hòa đó cứ miệt mài đeo đuổi là có hay không cái mối liên hệ giữa ông Joe Biden đang ngồi trong tòa Bạch Ốc với lại những cái số tiền mà Hunter Biden ký kết được từ những cái công ty năng lượng của Trung Quốc của Ukraine. Và ông này cũng cứ đe dọa nói rằng có hàng ngày hôm nay vẫn vậy nha thưa quý vị, có hàng núi bằng chứng, có 8 9 cái bằng chứng thấy thấy là có cái vấn đề có illegal, vấn đề về phạm tội ở đây nhưng mà một thời gian dài suốt một thời gian dài james comer gần như chưa có đạt được một cái bước tiến nào một cái bằng chứng rõ rệt nào ngoài là mỗi tuần xuất hiện đều đặn trên fox news và vẫn đưa ra cái lời nhận định là có dấu hiệu phạm tội hôm nay vẫn nói câu đó tuần trước hoàng vi thưa quý vị những câu chuyện về ông james comer cũng nói câu đó cái người anchor trên Fox News hỏi là, ơ sao bây giờ sau quá trình điều tra của ông là có bằng chứng nào chưa? rồi cũng đi lại loanh quanh những cái ý là nếu như mà ông tổng thống ông ông Biden hiện nay á mà ông đã phạm cái tội là ông uh, thỏa hiệp với những cái uh, cơ quan uh, tổ chức của nước ngoài như là của Trung Quốc như vậy đó thì có thể là ông đã xả phạm tội ông vi phạm tới quyền lợi của quốc gia của người dân bla bla nhưng mà hỏi là có cái mối dây liên hệ nào giữa ông hunter biden khi mà ổng sử dụng cái last name của ổng để ổng có những cái hợp đồng béo bở như vậy đó nó có liên quan gì đến ông joe biden thì chưa chứng minh được không có chứng minh được cái chi tiết thứ hai là hunter biden không phải là một giới chức của chính phủ Hunter Biden không phải là như cái ông Robert Malpass này là làm trong World Bank và cha thì làm thứ trưởng bộ tài chính. Hunter Biden này chỉ là một công dân không giống như Jared Kushner là cố vấn cấp cao của tòa Bạch Ốc. Và điều thứ ba, Hunter Biden ký những cái hợp đồng như vậy đó thưa quý vị, khoảng 10 triệu Mỹ Kim cả thảy đó là lúc đó là ông Joe Biden ông đã rời khỏi tòa bạch ốc rồi và ông không còn là phó tổng thống nữa. cái vấn đề nhiều lần chúng tôi đã từng thưa và bởi vì Joe mà vẫn tiếp tục đưa ra những thông tin như ngày hôm nay, cái vấn đề người dân Mỹ rất là nóng lòng muốn biết sự thật liệu là có hay không chuyện các ông tổng thống đang ngồi trong tòa bạch ốc có tạo được những cái cái gì liên quan. Uh, cái mối đầu cái cái mối quan hệ chằng chịt trong những cái câu chuyện làm ăn với Hunter Biden không? Nếu mà chứng minh được, thực sự người dân Mỹ rất mong biết được những cái thông tin đó. Còn hiện nay người ta chỉ nhìn thấy James Comer lên và cứ nói lên quanh rằng có dấu hiệu phạm tội, có dấu hiệu illegal, phạm tội nặng lắm, nhưng mà tội bằng chứng đâu thì không đưa được. Trở lại với ngân hàng World Bank, thưa quý vị, thì chắc chắn là cái tổ chức ngân hàng thế giới này họ phủ những cái thông tin Guardian đưa ra. Họ nói rằng là không có cái chuyện đó, cái đoạn ghi âm thì họ không phủ nhận nhưng mà họ nói rằng không có cái chuyện là ngân hàng thế giới o bế một cái mối quan hệ để mà được lòng bên phía Mỹ mà rót tiền cho những cái khoản tăng vốn hơn tới 13 tỷ Mỹ kim mà có đề cập trong cái bản ghi âm. Nhưng nói gì thì nói thưa quý vị, từ cái đoạn ghi âm này nó đã làm cho người ta đặt ra cái vấn đề về cái cách thức mà quản trị ở một cái tổ chức rất là lớn như ngân hàng thế giới như thế này và nói như hồi nãy Hoàng Vi Thưa đó. Vậy thì cái vấn đề mà con ông cháu cha chăm sóc ông con để được lòng ông cha rồi ông cha ổng mới uh, bằng cái 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 quyền lực của ổng thì ổng có thể rót được những cái nguồn vốn về cho cái tổ chức của mình. Vậy thì đâu phải chỉ có Việt Nam mới có, ở Mỹ cũng có và cái ông cái ông David Malpass này là thưa quý vị khi mà ông còn là thứ trưởng của bộ tài chính dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump á, là ông cũng nhiều lần chỉ trích rất là gây gắt những cái tổ chức đa phương những cái mối quan hệ thể chế đa phương khi mà world bank đang cố tìm kiếm cái sự hậu thuẫn của mỹ để rót thêm vốn tài trợ thì ông này thường xuyên chỉ trích lắm cho nên đó là lý do mà những người quản lý ở trong world bank cái ngân hàng thế giới này xuất hiện trong cái đoạn ghi âm và họ nói là họ lo lắng cho nên là phải chăm sóc kỹ cái ông hoàng tử bé này đừng có để cho ổng có cái gì đó ổng vui rồi ổng về ổng nói với ông cha là chết và cũng ngày hôm nay liên quan đến tài chính thì có cái thông tin là Tổng thống Joe Biden và bà đệ nhất phu nhân Joe Biden thưa quý vị vừa mới công bố cái bản báo cáo về thu nhập của mình. Bởi vì ngày 18 thưa quý vị là cái ngày cuối cùng để mà chúng ta là những công dân ở Mỹ đó phải phao những cái hồ sơ thuế thì ông tổng thống Joe Biden được biết là vào năm theo cái hồ sơ thuế nha thì ông đã kiếm được trong cái năm vừa rồi là gần 580.000 Mỹ kim và ông đã trả cái mức thuế liên bang là 23.8% là khoảng 137.000 Mỹ kim và theo cái thu nhập năm 2022 đó thì vợ chồng ông Biden là thu nhập bị giảm một chút so với năm 2021 Năm 2021 thu nhập là hơn 610.000 Mỹ Kim, nhưng mà năm 22 thì chỉ còn 580.000 Mỹ Kim mà thôi. Thì đa số cái phần thu nhập là đến từ lương tổng thống của ông là hơn 400.000 Mỹ Kim, rồi từ những cái khoản đầu tư, từ cái quỹ hưu 401k, và trong đó có cả những cái tiền bản quyền của những cái cuốn sách mà đã được phát hành trước đó. Và ông Joe Biden năm 2022 á, có đóng khoảng 3.5% thu nhập của mình cho các cái quỹ từ thiện hơn 20 tổ chức từ thiện. Cái số tiền đóng góp cho từ thiện là lên đến 20.000 Mỹ kim. Đó là thông tin về thu nhập của vợ chồng ông Biden. Rồi vợ chồng phó tổng thống ngày hôm nay cũng có công bố cái bản thu nhập của mình luôn. Theo đó thì cái bà phó tổng thống Kamala Harris và ông chồng của mình á thì có tổng thu nhập là 456.000 Mỹ Kim và họ đã đóng thuế là 94.000 Mỹ Kim. Thì từ những cái thông tin mà người dân người ta đọc được và mọi thứ nó rất là rõ ràng và chi tiết như vậy đó thưa quý vị. Nhiều người Hoàng Vi đọc thấy Hoàng Vy đi những cái trang mà CNN và Newsweek á, thì rất nhiều những cái lời bình luận nhưng mà đa số có chung cái lời bình luận như thế này nè. Vậy thì xem ra đó, người ta bình luận vui, ta nói là vậy xem ra cái người nào mà khai thuế, CPA hay là cái người kế toán mà khai thuế cho ông Biden với lại bà Kamala Harris, á, dở. Tính sao mà để cho khai thuế nhiều quá, ví dụ như là bà Kamala thì đóng thuế 94.000 Mỹ Kim, còn ông Biden đóng thuế 137.000 Mỹ Kim, cái đó là dở, khai thuế không có giỏi. Theo những cái ý kiến trên mạng xã hội đó, người ta nói mà khai thuế mà giỏi á, là phải khai thuế làm sao mà như đối với cựu tổng thống Donald Trump nè, khai làm sao cuối cùng không phải đóng thuế liên bang, hoặc là có đóng thì đóng khoảng 750 Mỹ Kim mà thôi, 750 Mỹ Kim mà thôi. Cho nên nhiều người người ta nói tếu, người ta nói là vậy là cái người nhân viên mà khai thuế cho ông Biden đó là không có giỏi. Còn đây là cái ý kiến của Reuters nè thưa quý vị từ cái bản công bố tài chính như thế này thì họ mới nhắc lại cái câu chuyện của thời ông cựu tổng thống donald trump quý vị nhớ cái câu chuyện là ông trump trong suốt cái thời gian mà ông còn là tổng thống đó ông không có công bố cái bản uh, thu nhập của mình những cái tờ cái bản uh, khai thuế của mình và ông thường xuyên đưa ra một cái lý do là ông đang bị sở thuế kiểm toán IRS đang kiểm toán và thậm chí khi mà ra tranh cử mà bị nhớ rất là rõ những cái cuộc tranh luận thậm chí là những cái người an cơ người ta hỏi ông là tại sao ông không có công bố cái bản tài chính của mình cái bản hoàn thuế của mình thì ông nói sun sẽ và khi nào mà đợi kiểm toán xong đi. Nhưng mà IRS cũng gửi ra một cái lời báo một cái bản lời thông báo nói rằng là trong lúc mà họ kiểm toán đó thì họ không có ngăn cản bất kỳ một cái cá nhân nào được quyền công bố cái hồ sơ thuế của mình hết. Thì từ cái, cái câu chuyện năm nay thì Reuters đã lật lại cái câu chuyện năm xưa để họ nhắc rằng suốt một cái thời gian dài ông Trump ông không có công bố những cái bản báo cáo tài chính của mình. Thậm chí là có một cái cuộc chiến pháp lý dài hơi mà đưa lên tuốt tối cao pháp viện thưa quý vị khi mà một cái ủy ban về thuế ở Hạ viện cái lúc mà dân chủ còn nắm quyền kiểm soát đó coi như là một cái cuộc chiến đưa lên tối ca pháp viện cuối cùng tối ca pháp viện nói là được IAS phải công bố những cái bản hồ sơ tài chính của ông Trump thì lúc đó là cái công ty kiểm toán cho ông Trump là công ty Maza đó là phụ trách hơn cả 10 15 năm trời. Là mới bắt đầu là chúng ta mới đọc thấy là ông Trump đã thu nhập bao nhiêu rồi đóng thuế bao nhiêu, đóng cho từ thiện bao nhiêu. Nhưng mà bỗng dưng từ hồi tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 1 năm nay Maza không có cung, cung, cung cấp cái chuyện này nữa. Mặc dù cái cuộc chiến trước đó rất là dài hơi bởi vì người dân Mỹ người ta cũng muốn được biết ông Trump thực sự là thu nhập như thế nào chứ. Có phải là một cái vị tổng thống tỷ phú và bây giờ rất là giỏi về chuyện làm ăn thì họ cũng muốn biết những cái điều đó và cái điều đó là một cái quyền của công dân được biết rất là bình thường thôi. Ông tổng thống bà phó tổng thống nào cũng phải công bố nhưng mà quý vị có nhớ hoàng vi đã thưa là ông James Commerce là uh, chủ tịch ủy ban giám sát ở hạ viện cái nhân vật mà đang đeo đuổi miệt mài đối với cái hồ sơ và mong là tìm ra những cái lỗ hổng những cái trang sát sinh nào mà nghi ngờ và phi pháp của ông tổng thống joe biden để mà đưa ra luận tội và trước phế đó thì ông james comer này nói trên tạp chí times thưa, thưa quý vị ông nói rằng tôi không có quan tâm những gì mà maza cung cấp và nói thiệt lòng với quý vị lời của ông james comer nói thiệt lòng với quý vị tôi còn không có biết maza là cái quái quỷ gì hết tôi không có quan tâm và kể từ khi mà hạ viện nắm Cộng hòa nắm quyền kiểm soát hạ viện từ đầu năm nay thì cái chuyện là Maza được yêu cầu là chấm dứt không có công bố những cái bản tài chính đó nữa. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi đọc được từ những cái bản báo cáo tài chính của ông tổng thống Joe Biden vào ngày hôm nay nhưng mà liên quan đến cái tiểu bang delaware thưa quý vị delaware là quê nhà của ông joe biden thì cũng ở delaware từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay người ta quan tâm và người ta đổ dồn một cái sự chú ý về delaware không phải là chỉ vì đó là quê nhà của ông Biden, không phải chỉ vì là họ đang chờ xem là cái văn phòng công tố Delaware đang điều tra cái ông Hunter Biden về hai cái tội đó, thứ nhất là cái tội mà uh, không có đóng thuế đầy đủ và cái thứ hai là cái tội mà sở hữu súng đó mà điền vô những cái tờ lý lịch là không có đúng đó, thì bây giờ đang chờ coi là văn phòng công tố có quyết định truy tố cái ông Hunter Biden đó hay không á không phải vì lý do đó mà là vì một cái phiên tòa truyền thông bom tấn ở Delaware diễn ra ở Delaware khi mà vào ngày hôm thứ ba chính thức cái cái vụ kiện công ty phần mềm Dominion mà kiện Fox News vì những cái lời nói dối và xuyên tạc và bôi nhọ danh dự đối với Dominion và làm ảnh hưởng đến cái cái công chuyện làm ăn của Dominion. Đó là lý do mà Dominion kiện Fox News là 1 tỷ 6 Mỹ Kim. Câu chuyện này thì đình đám rồi. Và trong suốt cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã đọc thấy những cái thông tin chính những cái người chủ như là Robert, M Robert Murdoch rồi những cái người an cơ đã thừa nhận rằng họ đã đưa ra những cái lời tuyên bố không có đúng về cái chuyện là kích thuyết bầu cử năm 2020 là gian lận. Dẫu biết rằng không đúng, dẫu rằng họ có cả những cái đoạn video ghi âm được cái ông cựu luật sư của ông Trump, người dẫn đầu những cái cuộc chiến pháp lý đưa ra tòa nào đều bị thất bại tòa đó và đều bị trả hồ sơ lại đó là ông Rudy Giuliani tổ chức những cái cuộc họp báo rồi cứ nói là có hàng đuối bằng chứng. Nhưng khi mà xuất hiện chuẩn bị xuất hiện trong trên cái chương trình trên Fox News chính cái ông này cũng thừa nhận rằng khi mà chưa có ứng chưa có bắt đầu lên sóng á, thì ông Rudy nói rằng ông có bằng chứng về bầu cử gian lận mặc dù những cái người sản xuất chương trình những cái người an cơ biết được những cái thông tin đó Thông tin này không phải là đồ mi nhìn có từ bên ngoài thưa quý vị mà là do chính những cái người producer họ đã đứng ra và họ tố cáo công ty Fox News và họ cung cấp những cái đoạn ghi âm như vậy. Thì bây giờ nó đã dẫn đến cái vụ dàn xếp diễn ra vào ngày hôm qua. Khi mà Fox News nói rằng họ đã đạt được một cái thỏa thuận dàn xếp với lại công ty phần mềm Dominion là Fox sẽ trả cho công ty này số tiền là 787.5 triệu Mỹ Kim. 700, gần cơ như là gần 788 triệu Mỹ kim đó và đây là một cái số tiền phải nói là rất là khổng lồ. Ông thẩm phán Eric Davis đó, vào ngày hôm chiều tối chủ nhật tự nhiên ông đưa ra một cái câu bất ngờ ông nói là tạm hoãn cái phiên tòa ngày thứ hai, ngày thứ ba sẽ tiếp tục bắt đầu. Thì lúc đó thông tin đã rò rỉ và cho biết rằng Fox có ý là muốn dàn xếp với Dominion, không có muốn đưa ra tòa nữa thì đó là lý do mà cái kết quả mà chúng ta được biết là cái số tiền nó khổng lồ nó lớn như vậy ngoài ra là hai bên không có cung cấp bất kỳ À, những cái chi tiết về cái chuyện thỏa thuận ví dụ như nhiều người đang muốn biết rằng vậy thì fox sau cái vụ dàn xếp này những cái người an cơ có lên chương trình của mình và nói lại rằng trong suốt cái thời gian vừa qua họ đã đưa ra những cái luận điểm không có đúng không có đúng những cái sự thật về cái chuyện mà bầu cử là gian lận đó thì họ có đính chính là hay không thì chúng ta không có biết rõ trong những cái bản thông tin như thế này nhưng mà bên phía giám đốc điều hành của Dominion á thì nói là cái thỏa thuận này mang tính lịch sử bởi vì Fox đã thừa nhận là họ nói những cái điều dối trá về Dominion và cái việc này đã gây ra thiệt hại to lớn cho công ty và và chúng tôi đã cố gắng để đưa ra ánh sáng và nhấn mạnh cái hậu quả của cái việc mà cứ nói dối, nói láo như thế này và dư luận của công luận cuối cùng đã biết được sự thật đó là bên phía Dominion. Còn bên phía Fox thưa quý vị, sau cái vụ dàn xếp này xong rồi, bước ra trước tòa và luật sư của Fox đã nói gì? Thậm chí cái lời tuyên bố của Fox cũng rất là gây, gây tranh cãi sau cái vụ dàn xếp này. Nhưng mà chúng tôi xin phép sẽ thưa quý vị sau ít phút dành cho thương mại.